Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Phú Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phóng sự về công tác chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024 trên địa bàn huyện. Tiếp đó là phóng sự phản ánh công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ cơ sở. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vụ chiêm xuân năm 2024, huyện Phú Yên đặt mục tiêu gieo cấy 2.200 hecta lúa, trong đó có trên 600 hecta lúa trồng theo hướng hữu cơ, với cơ cấu giống có chất lượng thơm ngon gắn với nâng cao chất lượng và bảo vệ nhãn hiệu gạo Phú Yên được chứng nhận năm 2023 như J02, BC15, TBR225, Đài Thơm 8 và các giống lúa lai khác đã được trồng thử nghiệm thành công trên đồng ruộng huyện Phú Yên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trong việc chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân chủ động thu hoạch các loại cây trồng vụ đông, tổ chức gia quân làm thủy lợi, khơi thông dòng chảy, các tổ thủy nông chủ động điều tiết nước tưới phục vụ cho sản xuất. Người dân đã chủ động lấy nước vào đồng ruộng, tiến hành cây ải trước Tết, chuẩn bị cơ cấu giống, phân bón và các loại vật tư nông nghiệp khác để xuống mạ, chuẩn bị cho gieo cấy. Đặc biệt, vụ chiêm xuân năm 2024, huyện Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án số 03 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đáp ứng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện mô hình ruộng nhà mình trên địa bàn xã Quang Huy nhằm tạo mối liên kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng theo hình thức từ trang trại đến bàn ăn. Để quảng bá cái sản phẩm gạo Phú Yên đến với người tiêu dùng, thì Ủy ban huyện cũng đã tập trung chỉ đạo một số cái định hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối với năm 2024. Như chúng tôi đã định hướng cho các phòng ban chuyên môn xây dựng được kế hoạch ruộng nhà mình với mục tiêu là quảng bá được cái sản phẩm gạo của huyện Phú Yên, rồi là ứng dụng cái chuyển đổi số trong nông nghiệp, thì qua đó thì sẽ minh bạch được cái quy trình sản xuất nông nghiệp sạch đến với người tiêu dùng. Theo kế hoạch, đối tượng tham gia là chủ sở hữu ruộng nhà mình, là nông dân có ruộng lúa sản xuất được cả hai vụ và nằm trên diện tích 130 ha lúa hữu cơ tại xã Quang Huy. Đồng sở hữu ruộng nhà mình là tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các ban đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp là 45 đơn vị. Tổng diện tích thực hiện 75.200 m², dự kiến tổng kinh phí thực hiện 113 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 98 triệu đồng, nhân dân đóng góp 15 triệu đồng. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Quang Huy đồng thuận và phấn khởi tham gia triển khai mô hình và đang tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp triển khai thực hiện. Cơ sở bản trường thượng để làm cái mô hình ruộng nhà mình ấy, thì chúng tôi cũng đã thực hiện tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, tức là thay đổi cái hướng phát triển, tức là làm cái mô hình lúa ruộng nhà mình để chung tay với bà con là theo chuyển đổi theo cái hướng hữu cơ, rất được bà con là đồng tình ủng hộ, tức là tập trung vào làm cái lúa hữu cơ. Để tổ chức lại sản xuất và phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị hạt lúa trên mỗi đơn vị diện tích đất sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm lúa gạo trên thị trường và hướng đến xuất khẩu. Vụ chiêm xuân năm 2024, huyện Phú Yên tập trung đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm lúa gạo an toàn để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, từng bước thay đổi và nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất lúa hàng hóa đạt chất lượng, an toàn. Theo đó, huyện đã chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng phương thức làm mạ khay để sử dụng máy cấy theo hướng dẫn của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, để các xã vùng trọng điểm lúa, nhất là các hộ gia đình có diện tích ruộng đã được chứng nhận hữu cơ học tập, áp dụng vào sản xuất. Qua hôm nay được tham quan cái mô hình máy cấy về ưu điểm, thì cái máy cấy thì nhanh, đẹp. Về cái nhược điểm của nó là tôi thấy khóm, rảnh trên khóm thì nó còn hơi dày, thì cái này chúng ta có thể khắc phục được.
Thời điểm hiện tại, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng ấm, huyện Phú Yên tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng với các xã tập trung tuyên truyền bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy vào ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sau khi hoàn thành gieo cấy, các địa phương cần tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa ngay từ đầu vụ, giúp lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, tạo tiền đề giành vụ lúa xuân thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Khắc ghi lời dạy của Bác, mỗi đảng viên của Phú Yên, dù ở cương vị công tác nào, cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương sáng, nỗ lực trong mọi hoạt động, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, từ đó tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin của dân với Đảng, ghi nhận tại Đảng bộ xã Mường Do. Điều dễ nhận thấy tại chi bộ Bản Lằn, Đảng bộ xã Mường Do là tinh thần học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ, đảng viên với phương châm. Đảng viên nghe dân nói dân hiểu, làm dân theo. Và Phó Bí thư chi bộ Lương Văn Dũ là một ví dụ điển hình. Nhận thấy bản có tiềm năng phát triển chăn nuôi, anh Dũ đã đầu tư phát triển mô hình gia trại với 5 con bò và 40 con lợn. Dù khá bận rộn công việc của chi bộ, nhưng anh Dũ luôn sắp xếp thời gian, chú tâm chăm sóc gia trại nhỏ của gia đình, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ vậy, đàn gia súc của gia đình anh lớn nhanh, cho thu nhập khá, trở thành mô hình kinh tế điển hình, được nhiều hộ trong bản đến học tập. Đến nay, toàn bản đã có gần 50% số hộ chuyển đổi sang chăn nuôi đại gia súc. Là một cái cán bộ đảng viên ấy thì anh em chúng tôi sẽ cố gắng vận động nhân dân để tham gia tốt cái công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đó là thứ nhất là về công tác chăn nuôi đại gia súc gia cầm để mang lại cái kinh tế hiệu quả cao hơn. Chi bộ Bản Lằn hiện có 50 đảng viên. Mặc dù điều kiện kinh tế, địa hình, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, các cấp, đặc biệt là đề án số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và kế hoạch số 197 của Ban thường vụ huyện ủy về phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt. Chi bộ Bản Lằn đã cụ thể hóa vào kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thường xuyên, trong đó thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, lập danh sách quần chúng ưu tú để theo dõi, giúp đỡ, cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng và kết nạp đảng viên mới. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ban chỉ ủy họp thống nhất nội dung. Trong cuộc họp chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng, thảo luận sôi nổi, phân tích nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự phê bình và phê bình, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên, cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, phần việc và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Mỗi nghị quyết ban hành đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ, chung tay thực hiện của toàn dân. Chi bộ trở thành chất keo gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của bản. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%. Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Các đảng viên cơ bản đã thấm nhuần về cái kế hoạch về chi bộ 4 tốt. Từ đó, một số đảng viên đã sinh hoạt đã đầy đủ hơn và đã góp nhiều ý kiến mạnh về cho ban chủ ủy chi bộ để phát triển trong chi bộ. Đời sống tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ xã Mường Do có 293 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng bộ xã đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt triển khai phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, gồm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt. Đảng ủy xã đã chọn chi bộ Bản Lằn, chi bộ Bản Do và chi bộ trường mầm non Mường Do làm điểm. Đồng thời quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nội dung của phong trào đến từng chi bộ. Qua tuyên truyền, đại đa số cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cơ bản đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng mô hình. Coi đây là một chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, kịp thời khắc phục những hạn chế của chi bộ, cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Qua đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023, có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, đảng bộ xã sẽ tiếp tục thực hiện các cái nội dung, giải pháp, kế hoạch mà đã đề ra trong 2023 để đăng ký với huyện để tiếp tục xây dựng các cái chi bộ bốn tốt trên địa bàn, quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng cấp ủy viên của các chi bộ để làm sao nâng cao được cái chất lượng sinh hoạt cũng như chất lượng của các chi bộ của trên địa bàn cũng như nâng cao chất lượng của đảng viên. Xây dựng đảng từ gốc, cách làm của đảng bộ xã Mường Do không chỉ nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên mà còn củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ trong nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã Suối Tỏ đã có nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Đã thành nền nếp, vào ngày 24 hàng tháng, chi bộ bản Suối Khang, xã Suối Tỏ tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, sau khi nghe ý kiến của bí thư chi bộ thì các đảng viên tập trung vào tham gia ý kiến để xây dựng nghị quyết. Đồng chí nào biết về nội dung nào thì tham gia ý kiến nội dung đó với tinh thần thẳng thắn xây dựng, từ đó xây dựng trách nhiệm và tinh thần chiến đấu của chi bộ. Tôi vẫn là một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ này thì tôi vẫn thường xem các kỳ sinh hoạt và các tháng thì các đảng viên đều có ý thức đến có mặt đầy đủ này và còn có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, ví dụ như là xây dựng về kinh tế xã hội và nhiều ý kiến về gọi là làm tốt những công tác quản lý bảo vệ rừng. Cái chất lượng sinh hoạt các tháng ấy thì tôi cảm thấy nói chung là càng ngày càng tiến lên. Chi bộ bản Suối Khang, xã Suối Tọ hiện có 14 đảng viên. Để buổi sinh hoạt đạt chất lượng hiệu quả, cấp ủy đã chuẩn bị và thực hiện các bước của buổi sinh hoạt theo đúng với quy định. Trước khi tổ chức sinh hoạt, chi ủy họp bàn thống nhất nội dung sinh hoạt, xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, xây dựng dự thảo nghị quyết. Do làm tốt công tác chuẩn bị, các buổi sinh hoạt của chi bộ luôn đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 95%. Các ý kiến tham gia đóng góp sát thực, có trọng tâm trọng điểm. Ban chi ủy chuẩn bị đầy đủ và các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong các tháng đều được ban chi ủy sàng lọc và đưa ra những cái nhiệm vụ khá là trọng tâm để cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện và tuyên truyền vận động các bà con nhân dân cũng như các ban ngành đoàn thể cơ sở để cùng nhau thực hiện triển khai tốt các nội dung kế hoạch mà ban chi ủy đã soạn và đã đưa ra để thực hiện trong các tháng tiếp theo. Đảng bộ xã Suối Tọ có 194 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ bản, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã. Xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ về nội dung, cách thức sinh hoạt phù hợp với cơ sở, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày 24 hàng tháng, chỉ đạo các chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13, kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng vào nhiệm vụ sinh hoạt hàng tháng, duy trì sĩ số đảng viên tham gia sinh hoạt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy, đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt tại các chi bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong 2 năm khi mà phân công các đồng chí đảng ủy viên xuống dự sinh hoạt thì đã 100% các chi bộ bản đã có chi ủy viên. Và chúng tôi cũng đã giúp được cho hai bản là phát triển đủ đảng viên để thành lập ban chi ủy. Hiện nay thì còn 4 bản, thì trong lộ trình từ đây đến năm 2025 là sẽ rút hết các cái đồng chí đảng ủy viên về. Và cũng là
phát triển đủ đảng viên để các chi bộ nông thôn ấy có đủ đảng viên chính thức để thành lập chi ủy. Trang cơ sở của huyện Phú Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.